Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại với chương trình Việt Nam Mến Yêu. Hiện tại thì Thuận đang có mặt ngay một con hẻm bên cạnh chùa Giác Hải ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây là cái nôi của nghề đúc tượng Phật truyền thống đã tồn tại gần 100 năm gắn liền với phong tục thờ cúng và văn hóa tâm linh của người dân thành phố. Và ngày hôm nay Thuận Nguyễn cùng với chương trình Việt Nam Mến Yêu sẽ đưa quý vị đi tìm hiểu rõ hơn về quá trình làm nên bức tượng Phật truyền thống nhé. Thờ tượng Phật là một trong những truyền thống lâu đời theo tín ngưỡng dân gian của người Việt Nam. Mỗi một hình tượng Phật hay hình tượng của Bồ Tát, thần linh trong các ngôi chùa, miếu đều có ý nghĩa giáo dục sâu rộng, vừa thể hiện lòng kính trọng các vị thần linh với hy vọng cầu mong một cuộc sống bình an may mắn đến với mọi người. Dọc theo con hẻm ở đường Hồng Bàng, ta dễ dàng nhìn thấy các bức tượng với đủ loại hình dáng và kích cỡ khác nhau, được những người thợ lành nghề nơi đây miệt mài chà nhám, khắc họa chi tiết. Không khí lao động ở trong con hẻm nhỏ trở nên nhộn nhịp sôi động. Được xem là người gạo cội trong nghề đúc tượng, ông Mai Văn Tuấn, với hơn 40 năm gắn bó với công việc đòi hỏi nhiều tâm huyết này, luôn hy vọng thế hệ trẻ giữ vững được nghề truyền thống mà ông cha đã để lại. Dạ con chào chú. Con là Thuận Nguyễn đến từ chương trình Việt Nam Mến Yêu. Ngày hôm nay con đến đây để tìm hiểu về quá trình làm tượng Phật. Chú có thể chia sẻ với tụi con được không ạ? Rồi, được. Chú ơi, cái lịch sử về cái làng đúc tượng Phật của mình đó là từ khi nào vậy chú ha? Cái nghề làm tượng Phật này chắc có cả trăm năm chứ không dưới đâu. Vậy cái người sáng lập ra cái nghề này là ai vậy chú? Trước đó là ông Lê Gia Chánh, dạ. Sau đó là ông Mai Văn Lai, là hai ông đó là hai ông tổ. Mai Văn Lai là ông già tôi. Trước đó là làm cho ông Lê Gia Chánh. Thì coi như cái vùng Giác Hải này chỉ có hai ông tổ làm trước, dạ. Trước 75. Còn về chú thì chú đã làm nghề được bao nhiêu năm rồi? Nghề mình chắc khoảng 40 năm. Giống như gia truyền vậy đó. Ông già bà già làm thì con cái tiếp tục làm. Dạ. Tới đời con cháu tiếp tục làm. Bên gia đình tôi là giờ 4 đời rồi đó. Dạ. Chú, trong suốt cái quá trình mình làm vậy á, có bao giờ chú gặp khó khăn gì không? Những cái công đoạn mà mình làm một cái tượng Phật á, mà mình làm không có khuôn á, thì nó hơi cực. Nó cực cái là mình làm mưa gió này kia, mình làm tượng bự, mình đứng ngoài trời mà mưa gió vậy thôi. Chứ lại mình ta đưa mấy những cái ảnh mà theo yêu cầu á, thì mình làm hơi cực rồi bị mình phải suy nghĩ. Dạ. Còn cái tượng mà có khuôn mẫu thì mình làm thì nó cũng dễ thôi. Theo chú á, một người thợ chuyên nghiệp á, thì cần khoảng bao nhiêu thời gian mình để học được cái nghề này? Theo tôi làm nghề này, theo tôi thấy là mình nói không có nói được bao nhiêu thời gian á, nhưng mà có những người ta nhảy bén học sáng dạ, dạ. Thì ta học rất là lẹ. Có những đứa nó vô nó học gần 5-3 năm thì nó thể nó nhảy ra nó làm được rồi. Con nghĩ là những người mà học nhảy bén là những người có một chút về khiếu mỹ thuật đúng không chú? Đúng rồi. Tại vì cái này nó thiên về nghệ thuật xíu. Đúng rồi. Dạ. Vậy để làm một bức tượng thì mình trải qua bao nhiêu bước chú? Nó đúng ra cái tượng mà mình làm á, anh phải tự từ cát xi măng anh phải làm lên một cái hình dáng gì đó, một cái hình tượng. Yeah. Một cái tượng nó cho đẹp, cái tượng đó là giống như cái tượng mẫu. Yeah. Rồi anh mới làm cái khuôn. Để làm ra một bức tượng có thần sắc sẽ phải trải qua rất nhiều công đoạn. Tùy kích thước tượng, người thợ sẽ thiết kế những mẫu khuôn khác nhau. Đây được xem là một bước vô cùng quan trọng trong quá trình làm ra một bức tượng. Từ đôi bàn tay tài hoa khéo léo của người thợ, họ tỉ mỉ đắp, chà nhám, khắc họa chi tiết như dồn hết tâm huyết trong từng bay xi măng hay tỉ mỉ trên những đường cọ. Các nét vẽ tinh xảo trên khuôn mặt cho tượng có hồn, quyết định sự thành công của bức tượng và khẳng định tay nghề của người thợ. Chú, con thấy là thường làm nên một bức tượng thì mình phải trải qua rất là nhiều công đoạn khác nhau. Vậy thì mình có chia người ra làm không chú? Có, thì đó mình chia cho nam thì làm bên, cái nhất là việc nặng, hai nữa làm bên khâu xi măng. Yeah. Còn nữ thì mình làm cho cũng hơi kỹ mỹ một chút, thì mình cho bắt khâu sơn vẽ. Yeah. Nói chung là khi mà thiên về cái đẹp thì mình để ấy dành cho phụ nữ đúng không chú? Đúng rồi. Yeah. Chú, con thấy tượng thường là có tượng để trong nhà, có tượng để ngoài trời. Thì cái màu sơn bên ngoài thì mình có chia loại ra không chú? Có chứ. Nếu mà đi sâu sắc thì nó hai loại sơn à. Dạ. Thì cái tượng mới thì mới làm mà để ngoài trời thì người ta sơn bằng sơn chống thấm, sơn nước. Dạ. Còn cái tượng thợ ở trong thì mình sơn sơn dầu.
Đó này thì nó cũng phân loại hai loại ạ. Từ trước đến giờ cái bức tượng mà lớn nhất mà chú làm là bao nhiêu mét chú? Làm tượng âm đến 6 mét. 6 mét. Có kỳ tôi làm tượng 8 mét nhưng mà đem đi nước Hòa giáp mà làm từ công đoạn cắt cho từ khúc cho nè để ta bển người ta đem đi người ta giáp lại cái tượng bự quá dài quá thì sao mà mình chở được. Dạ. Bắt buộc phải cắt làm từ khúc để mà mình ta chở đi. Còn cái tượng chính mà tôi làm ở đây mà tôi giáp luôn á thì 6 mét. Dạ. Chú ơi, một cái bức tượng mà để mình gọi là chuẩn nhất thì cần những yêu cầu như thế nào chú? Tượng mà muốn ra chuẩn đẹp thì do cái người trang trí mình phải phát triển giống như mỗi ngày, mỗi năm, mỗi tháng mình phải phát triển cái tượng cho nó cho những cái đường nét này kia nó sống động thêm. Chú ơi, từ nãy giờ con nghe chú chia sẻ thì con thấy rất là hứng thú với cái công việc này. Không biết là chú cho con trải nghiệm được không chú? Được. Dạ. Nè, cái bàn tay nhỏ thì mình cả móng nhỏ. Mình bây giờ mình trải nghiệm bằng cái bàn tay nhỏ. Mốt cho nghề này làm học vô học nghề này được rồi. Được không chú? Được. Cái giờ là học vô học nghề này được rồi đó. Thật sự mà con thấy á, để làm cái nghề này á thì yêu cầu rất là nhiều kỹ năng. Sự khéo léo nè, sự tỉ mỉ nè. Và bên cạnh đó mình phải yêu nghề nữa đúng không chú? Cảm ơn chú rất nhiều ngày hôm nay đã chia sẻ cho con những trải nghiệm cũng như là quá trình hình thành lên một bức tượng Phật như thế nào. Cảm ơn chú và chúc chú nhiều sức khỏe để giữ gìn cái giá trị văn hóa cũng như là phát triển được cái công việc của mình nha. Cảm ơn mấy em, mong sao quay với em quay lên để cho bà con mình là mọi người biết được cái ngành nghề, cái nghề này cũng là cái nghề đạo đức, cho con người mình thấy được cái chuyện là thờ cúng theo phong tục của người Việt Nam mình đó vậy. Yeah. Mỗi bức tượng được làm ra từ cái tâm, cái đức của những người thợ. Quý vị thân mến, cùng với phong tục thờ cúng tổ tiên thì phong tục thờ cúng tượng Phật cũng đã gắn liền với đời sống và văn hóa tâm linh của người Việt từ xưa đến nay. Cùng với nét văn hóa đó, những làng nghề như đúc tượng Phật đã được hình thành và phát triển như để bảo tồn và tiếp nối những giá trị truyền thống tốt đẹp. Đến đây thì thời lượng chương trình Việt Nam Mến Yêu xin được phép khép lại. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 19h50 thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn bây giờ, Thuận Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại. Là một phần quan trọng tạo nên thành công của tác phẩm, hóa trang được xem là chiếc mặt nạ làm nên hồn cốt tính cách của nhân vật thêm chân thật và sống động. Vào lúc 19h50 thứ bảy ngày 18 tháng 7 năm 2020 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1, mời quý khán giả đón xem số phát sóng tiếp theo của Việt Nam Mến Yêu để cùng theo chân MC Thuận Nguyễn và Quỳnh Châu tìm hiểu về nghệ thuật hóa trang vô cùng độc đáo này nhé.